One, two, three, let's go, là thật chứ. Đây là my friend và ta mà cần để chơi mình bị phim. Tên như vậy là không biết tụi thầm vật còn đang mà chơi. Không có nhiều sự tên này, nhưng mà không sao, đây là thông thủy. Samsung Galaxy Z Flip 3 5G. Đây là anh tôi tên là Nam T. Rap hip hop khi mà đang phê. Đây là em tôi tên là Minh Phi. Nói câu chuyện thật là tinh vi. Đây là baby game và đến từ Nghệ An. Có một băng đảng và đám điện ngoan. Lần sang chảnh cho anh đi như cửa đi cảnh. Yo, và đây là CBO Yo Rap, âm nhạc luôn đến từ tâm hồn chứ không ở nơi đâu khác. Tôi luôn giữ tất tất giọng và những sở thích ở trong tim. Và cuộc đời này nó giống như là một màu hồng, vì tôi yêu nó, yêu như cách mà con người ta sống trong phim. Yeah, peace and love unity man. Xin chào tất cả mọi người đã đến với nhóm nhạc ba anh em. Chúng tôi đến từ băng của World Quy. Ok, đây là Minh Phi, Bin Hoa Boy. Đây là Hushlang, Baby Gang, you know. Đây là TPO, Sơn La Show. What up? Riêng bản thân mình thì thấy đối thủ của mình trong cái vòng 2 này không ai khác. Mọi người có thể nhìn thấy một con khủng long bọc chúa, một con khủng chua bạo lóng ngay bên cạnh. Cả hai đều là đối thủ rất tiềm năng và nặng ký trong cái vòng thi mình lần này. Nhưng đối với bản thân của mình thì ngoài lề chút thì mình cũng không có thể áp lực, và thay vì đấy thì mình luôn hòa nhã với những anh em để có thể làm sao đấy cho cái vòng này của ba anh em có thể làm một bài nhạc có sức thu hút và nhiều năng lượng nhất có thể để represent cho team World We với tinh thần Unity, Peace and Love. Đối với mình thì Baby Gang thấy đối thủ của Baby Gang rất là nặng ký và khá là mạnh trong rap Việt mùa này, đó là bản thân mình. Đối với bản thân em thì ở đây không có đối thủ. Đây là nhóm nhạc ba anh em. Đã là anh em sao coi nhau là đối thủ được, đúng chứ? Đúng chứ? Đúng rồi. Đúng chứ? Wow. Đón xem siêu thử thách lúc 20 giờ thứ 6 hàng tuần chỉ có trên siêu ứng dụng giải trí Vion và HTV2 VChannel. No, cổ tích có thật thì em kể về câu chuyện cổ tích bản thân em. Yeah, thì em vẫn giữ nguyên cái chất gang của em và mọi thứ đấy. Mọi người hãy đón chờ con khủng long bạo chúa sẽ làm gì trên câu chuyện cổ tích có thật. We still gang, gang. Thật sự thì em là người hướng cả hai. Tại vì em vừa có sống nội tâm được nhưng mà sống ở bên ngoài cũng được. Nói chung là em thích nghi với mọi môi trường. Quăng đầu sống đấy, mà đụng đâu làm đấy. Thế thôi. Thật ra thì cũng không gọi là lợi thế mà cũng không gọi là bất lợi cho em. Tại vì cái thể loại nào em cũng chơi được hết. Nên là em thấy mình khá là thoải mái và tự tin. Với chủ đề lần này thì nó đều là một cái sự mới mẻ cho tất cả mọi người, và mọi người chỉ có thể bùng tất cả những cái khả năng mạnh nhất có thể của mình để có thể làm cái bài nhạc này. Thế nên là về vấn đề thế mạnh thì chắc chắn rằng đây là một cái beat và một cái vibe âm nhạc hoàn toàn mới ấy. Thành ra là anh em luôn phát huy hết cái sức mạnh của mình để có thể làm một bài nhạc này trở thành một tác phẩm. Sống rất gắt. Luôn luôn gắt, vân vân gắt. Hey, Nghệ An, Sơn La và Biên Hòa, tất cả mọi miền trên đất nước Bắc Trung Nam, hãy ủng hộ cho ba anh em nhóm nhạc ba anh em của chúng tôi nhé. Baby gangster, rap như khủng long bạo chúa, nhảy không cần biết đào búa, du, khiến sân khấu để bốc lửa. Mỗi khi anh đi vào bữa, du, Bắc Nam cắt nửa, Midside ở giữa, du, rap cho đến khi bất tử, đến khi lạc vào những câu chuyện cổ tích. Bình chọn ngay cho rapper bạn yêu thích của tuần để có cơ hội trúng giải thưởng giá trị đến từ Samsung và các phần quà hấp dẫn. Một giải đặc biệt gồm một điện thoại Samsung Galaxy Z Flip 3 5G, một giải tuần tai nghe Galaxy Buds 2. Nắp giải thưởng hàng tuần, mỗi giải gồm 1 triệu đồng quà ví điện tử Zalopay, một áo thun, một phụ kiện đến từ Rap Việt.
hãy bình chọn bằng cách tải ứng dụng Fion, nhấn vào nút bình chọn Rap Việt 2021, bắt đầu bình chọn thí sinh bạn yêu thích nhất trong tuần và dự đoán số lượng bình chọn giống bạn. Đừng quên đăng ký ngày ví điện tử Zalo Pay để nhận ưu đãi 1 triệu đồng và mua gói VIP chỉ với 19.000 đồng. Cổng bình chọn được mở vào 22 giờ 30 phút thứ bảy hàng tuần. Hãy tham gia ngay. Samsung Galaxy Z Flip 3 5G. Samsung Galaxy Z Flip 3 5G.